Cục này là cục trầm tóc kiến cả nhà nhé. Đấy, em Toàn đang quay cắt đôi nó ra cho cả nhà xem bên trong nó như thế nào. Nói tới trầm kiến, đôi khi mọi người nhìn mấy cái lỗ ở ngoài thì mình nhìn nó giống lỗ khoan này ha. Nhưng mà khi mà ta cắt nó ra ấy, ở bên trong nhận đúng là một cái gọi là một cái ma trận của nó ở trong này cả nhà này. Đấy. Đây, còn cho cả nhà xem nha. Đây, cả nhà xem. Đấy. Đây, đúng là những cái đường, những cái ổ của nó. Đây cả nhà. Nó làm ổ nó đục chi chít ở trong luôn. Là không, cái này thì không có lỗ khoan nào có thể mà làm ra được như thế này. Đấy, ăn lỗ chi chít luôn. Và những cái phần mà khiến nó đục đây cả nhà này là nó sẽ hình thành ra vết tổn thương ở đây. Những cái thành nó sẽ hình thành trầm ra đây, nó bao bọc các cái vết các cái vết khiến nó đục, thậm chí những cái miếng rất nhỏ này, ai những màu nâu rất nhỏ này là cũng là trầm để mà bảo vệ cái thành vết thương của nó. Đấy, sinh ra trầm hương là sinh ra như vậy, nó có vết thương của các cái yếu tố tự nhiên. Là con kiến này, các cái lỗ đục. Cả nhà xem cái này, cái lỗ này là loài kiến gì mà nó có thể đục được cái lỗ to này. Đây là đục chi chít hết ở trong cái cây luôn. Đây cả nhà, để lại bình luận cho em Toàn nha. Đấy. Ok, bây giờ sẽ tiến hành là đây, ở đây là rất là nhiều các loại trầm kiến. Đây cả nhà, đấy, em Toàn giải phẫu nó ra đây. Kiến rất nhiều từng cái lỗ luôn. Đây là đây, phần dầu của nó đây cả nhà, phần dầu nó hình thành ra đây. Đấy, sau cái các cái lỗ kiến nó đục. Đấy, các phần dầu nó đều chạy quanh, gọi là những cái tia trầm hương, tia dầu. Đấy, nó là cây gió, nó chịu rất là nhiều đau thương, nó mới hình thành ra được.